Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì chúng tôi hôm nay nói về hoạt động và sinh hoạt của người gốc Việt ở vùng thủ đô Washington DC. Kính thưa quý vị khán thính giả khắp nơi, hôm nay chúng tôi có mặt tại Eden Center và đang thấy có hội nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Và đây là những hội viên của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Vâng, xin chào mọi người. Vậy xin ai là cái người chủ chốt ở đây? Dạ, chú Kỳ Lan là chủ nhiệm lớp 1. Anh Hiệu là tổng thư ký của Hội Nhiếp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn. Thứ nhất, thứ nhì là Kỳ Lan xin giới thiệu thầy Trần Thị Định là phó chủ tịch của Hội Nhiếp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn. Đây là những hội viên học đã ra trường và có một số là giảng viên cho những cái lớp học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Rồi. Hôm nay hội đứng ra tuyển sinh thì rất mong quý anh chị tới tham dự và ủng hộ. Vâng, một điều thắc mắc của khán thính giả họ hỏi là cái học phí bao nhiêu? Ở Mỹ này là ta hay hỏi cái đó trước. Học phí là học miễn phí nhưng mà mỗi một năm học đóng hai lần 50 đồng và một lần 50 đồng để làm giữ lễ mãn khóa ra trường và có đặc sản. Rồi nếu mà có quen hay connection thì có giảm giá gì không? Dạ không ạ, tại vì hội đã dạy miễn phí là làm tự nguyện với tất cả anh chị trong hội, thành ra rất mong quý anh chị ủng hộ. Rồi thưa với quý vị khán thính giả là cái này là học ở đâu? Học online anh, thành ra mỗi chủ nhật thì có 3 lớp học online. Là học lớp 1 học từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Lớp 2 là từ 12 giờ đến 2 giờ trưa và lớp 3 từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi trưa. Tức là học Zoom thôi, qua Zoom rồi đúng không? Online meeting dạ, online dạ. Rồi khi mà họ ghi danh đó thì họ cần phải có máy ảnh loại nào hay là đầu tư như thế nào, tiền bạc là sao về cái trang thiết bị? Cái việc học máy ảnh thì không cần biết, nếu mà anh chị mà vô học lớp 1 đó chưa có máy ảnh cũng không sao, tại vì nên biết cái căn bản trước, sau đó là giảng viên lớp 1 sẽ hướng dẫn trong vấn đề mua máy ảnh và có thể cho ý kiến và suggestion, thành ra không cần có máy ảnh, có máy ảnh mới học được. Chắc là cũng không cần, ví dụ như phải là máy Nikon N70 hay là cái... Không, mỗi người có cái reference và cái máy ảnh cứ tùy theo cái tình trạng tài chính nữa, thành ra không cần phải mua máy đắt tiền. Vâng, thưa là một cái lớp như vậy thì nó kéo dài bao lâu? Dạ, mỗi lớp học khóa học từ bắt đầu từ 20 tháng 3 cho đến 26 tháng 9, 6 tháng học. À, 6 tháng học. Thì nếu mà một cái người mà thật sự đam mê về nhiếp ảnh đó, họ muốn theo hết toàn bộ cái khóa đó thì là bao nhiêu khóa và tổng thời gian? Cái chương trình học của nhiếp ảnh của vùng Hoa Thịnh Đốn có 3 năm. Năm thứ nhất là lớp căn bản, năm thứ nhì là lớp trung cấp là học về Photoshop và năm thứ ba là Advanced để prepare làm portfolio ra trường. Cho 3 năm. Rồi cái quyền lợi mà của những người mà ghi danh đó thì họ có những cái quyền lợi gì không thưa cô? Thì có, họ sẽ được học hướng dẫn qua online, mỗi tuần có bài học và có field trip đi chụp hình để thực tập. Ví dụ như họ muốn làm trở thành phóng viên ảnh, họ muốn làm những cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà giống như để đi kiếm tiền, để đi làm cho các hãng thông tấn hay là báo chí. Thì cái trường viên cơ hội nhiếp ảnh được ra cũng có certificate nhưng mà nó không có guarantee về vấn đề employment, mình chỉ là một cái hobby để học thôi. Còn nếu mà quý vị là muốn đi tiến thêm thì có thể lấy những lớp ở những trường đại học. Vâng, xin nhắc lại cho quý vị khán thính giả là ngày 20 tháng 3 là ngày khai giảng của khóa học 2022. Rồi xin thưa là ghi danh ở đâu? Cô đọc cái địa chỉ như thế nào? Ghi danh về hay là cái vô đây cái đây? Dạ. À, xin thưa quý vị là vào cái trang nhà www.vnpsdc.org thì sẽ là ghi danh trên online. Để ghi danh về cái email này hiểu .c.trương@gmail.com. À, là ông lớn đó, thì gửi tới cái ông lớn này là dạ. Là hiệu Trương. Trương Hiệu ở Gmail. hiệu.c.trương@gmail.com. Dạ, sẽ chụp lại cái này cho nó rõ ràng. Rồi để ổng nếu mà tốt nghiệp quen ổng thì ổng cho con A, còn không thì
cho con B, con C gì đó, rớt thấy bà nội luôn. Vâng, chúng tôi đùa thôi chứ anh Hiệu Trương này thì là bạn nhiều năm cho nên cũng đùa thôi. Nhưng mà bây giờ đó là cái hội này đã được bao nhiêu lớp trong lịch sử và bao nhiêu hội viên rồi? Hội này thành lập năm 1999 anh, và có đến hội viên có đến 1.000 hội viên, nhưng mà hiện thời thì active hội viên có đến 150 active hội viên. Hiện nay là có 150 active. Thì ai là cái người khóa đầu tiên? Ai là cái khóa? Phó Chủ tịch Trần Thùy Định là một người, là một trong những người founder của hội năm 1993. À, 93 là dạ. Lúc đó xin xác nhận lại dạ. Hội này đó là thành lập năm 1993 ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn, tới bây giờ là khoảng gần 30 năm. Và những người sáng lập viên đó là có những ai thưa thầy? Sáng lập viên thì lúc đầu thì có 5-6 người sáng lập viên, như anh Hùng Hà, anh Đức Hà, thì mấy anh đó bây giờ thì ở xa nhưng mà vẫn có liên hệ với hội. Rồi kế tiếp là cô Phương, rồi mới tôi, thầy hội trưởng mới, bây giờ hội trưởng là Đỗ Linh Dũng. Đó là những người mà thành lập đầu tiên cái hội VNVS năm 1993, tới bây giờ vẫn sinh hoạt. Và chúng tôi có tất cả 4 lớp. Lớp 1 dạy căn bản chụp hình, tức là không có máy hình, sử dụng điện thoại cũng được. Nhưng khi họ đã chụp đạt rồi đó thì khuyến khích họ nâng cao trình độ. Và lớp 2 là lớp đi vào nghệ thuật, thì hầu như cái lớp đó đi sáng tác thường xuyên. Chẳng hạn như có những cái buổi như thế này là bắt phải ra chụp. Rồi những cái sinh hoạt, lễ hội cái gì đó là thông báo là cái lớp đó chuyên đi vào con đường nghệ thuật, tức là phải đi chụp rất là nhiều. Rồi lên lớp 3 đó là bắt đầu phải học Photoshop để làm hình ảnh. Và lên lớp 4 là coi như là thành hội viên chính thức của hội. Thì những người đó chúng tôi có khóa đào tạo cho giảng viên, tức là thấy anh chị nào mà có trình độ, có say mê thì chúng tôi đưa về tụi training để dạy lại học trò, để nối tiếp, mới tới bây giờ mới được có một cái sức mạnh là có rất nhiều người cứ học xong về giúp, học xong về giúp. Thành ra nó mới nối tiếp được, với bảo tồn được cái văn hóa nghệ thuật nhiếp ảnh ở Hà Nội. Thưa thầy, về cái mà tuổi tác của hội viên đó là có giới hạn không? Ví dụ như những em trẻ trẻ 14, 15 tuổi mà có thời gian rảnh muốn học cuối tuần thì hội có nhận không? Hay là phải không, trên không, 21 hay là sao? Không, về cái học thì không có giới hạn. Nhưng nếu những người nào mà trẻ đó thì đi phải có phụ huynh đi theo. Để chứ không thì có xảy ra cái gì mình cũng khó giải quyết. Thứ nhất là Covid bây giờ thì giới hạn nhiều lắm, luôn luôn là kêu gọi đi, nhưng mà thật sự là chỉ tới điểm để chụp thôi. Như ngày hôm qua đi chụp cái lễ hội đó thì đi cũng rất là đông, cũng mười mấy hai chục học viên, hội viên đi chụp. Đó là cái bây giờ là đang cái lúc mà đang phục hồi lại để cho cái phong trào sự nhiếp ảnh đi lên. Thời gian dịch vừa qua thì bây giờ tương đối ổn định. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều cho cái buổi phỏng vấn đặc biệt hôm nay. Thì chúng tôi cũng kêu gọi những người trong cộng đồng là hãy tham gia lớp nhiếp ảnh miễn phí của hội Vietnamese Photographic Society. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Khi biết thêm tin tức của hội, anh vào cái website này là có chương trình sinh hoạt. Vâng, quý vị vào cái trang nhà website www.vnpsdc.org để biết thêm những tin tức về hội nhiếp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn. Xin trân trọng cảm ơn mọi người. Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quý Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình.